Người hiền chí là bạn lành, không lay động, không đua tranh. Người hiền chí tu hạnh lành, xa ái dục tránh lợi danh. Người hiền chí tâm cao thượng, sống an lạc, sống yêu thương. Người hiền chí quán vô thường, theo chánh pháp tâm thành lương. Người trí tuệ không tham lam, xa ái dục thoát buộc gian. Tâm vững vàng, tâm thanh tịnh, vui chánh pháp tâm thanh lương. Ta luôn gắng học nói gương, bậc hiền trí đáng cung dường. Hay phát tâm cầu vô thượng, chứng niết bàn giới định. Hoặc là mình nghe rồi mình không hiểu gì đâu, nó không có mang lại một chút nào lợi ích á, thì
thì cái đó nó thuộc về là kinh khủng luôn, không có phải là kinh khủng. Tại vì nó không có lợi ích gì hết. Cũng như ngày xưa đó, nhiều Phật tử mới đi chùa hoặc là học đó, người ta nói có nhiều Phật tử không có được đọc cái bộ kinh này, không được đọc cái kinh kia, bởi vì kinh đó nó cao lắm, đọc là nó tội, hoặc là đọc nó sẽ bị là nó khảo đảo, hoặc nó bị tai nạn gì kia. Thật ra không có kinh nào mà làm cho mình bị tai nạn. Nếu mà kinh mà làm cho tai nạn thì ai mà dám để. Nó thuộc về đó là chất độc rồi, không phải. Nhưng mà nó cũng sẽ có một cái tai hại nếu mà mình nghe kinh mà mình không biết sử dụng, mình không biết diệu dụng. Thì Đức Phật nói là ví như là cái người bắt rắn vậy đó, nó có tính nguy hiểm trong đó. Mình tiếng Anh thì gọi là risk, tức là nó có tính, tức là nó có nguy cơ đúng không? Bởi vì mình chấp thủ á, thì chính cái chỗ chấp thủ nó tạo thành những cái sự phiền não và khổ đau cho mình. Thay vì được giải thoát nhưng mình không được giải thoát. Vì khi nói là kinh là chiếc bàn qua sông, mình thấy rằng tất cả các kinh là mình nương chiếc bàn qua sông. Mà nếu mà mình đã qua sông rồi mà mình vẫn còn không có được buông bỏ nó, thì tự nhiên nó sẽ thành ràng buộc mình. Đi đâu nó đi theo mình hết trơn, thì mình chịu đâu có nổi. Thay vì bỏ một cái rồi bây giờ mình phải mang thêm một cái nữa. Cho nên chúng ta muốn gọi đó là một trong những nguy hiểm mà Đức Phật nói rằng cái người học giáo pháp phải biết chọn lựa, và đồng thời phải biết nắm giữ. Kinh Pháp Cú thì cũng vậy. Kinh Pháp Cú cũng là kinh, mà Kinh Pháp Hoa cũng là kinh, rồi Kinh Địa Tạng cũng là kinh. Trong cái đầu năm vừa rồi đó, nhiều Phật tử nói rằng để hôm nào mình xong Pháp Cú rồi thì mình dành một hai bữa mình giảng Kinh Pháp Hoa. Thật ra Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Cú, Kinh Địa Tạng, kinh gì nó cũng có bàn bạc trong tất cả những cái bài giảng ở trong. Chỉ có cái là mình đem cái tựa kinh ra rồi mình nói thôi. Chứ các vị thấy rằng những cái vị nữa là giáo họ hoặc là những vị giảng sư, khi họ giảng tới phần nào mà nói tới Pháp Cú thì họ sẽ đem cái câu Pháp Cú ra, chứ không phải là họ giảng Pháp Cú. Cũng như là khi mình nói về Pháp Cú, mình sẽ chọn một cái câu trong Kinh Pháp Cú để mình được gọi là được diễn bài, được minh họa theo cái lăng kính, cái nhìn và cái cảm nhận của cái thế giới hiện tại của chúng ta. Thì lúc đó cái Kinh Pháp Cú nó mới có giá trị. Chứ nó không có phải là Kinh Pháp Cú là nó được nằm ở trong một cái chỗ mà chấp mắt, cái chỗ mà các bạn không có hiểu rõ ràng. Bởi vậy ngày xưa đó, lúc mà ngày Anan còn sống, lúc ngày Anan già lắm, tới 120 tuổi rồi chắc, thì ngài nghe một chú tiểu đi ngang qua một câu kệ Kinh Pháp Cú, đó là Phật dạy, đó là nếu một người sống 100 năm mà không thông Phật Pháp thì chẳng bằng sống một ngày mà thấy được Phật Pháp. Thì cái chú tiểu thì đọc khác lại, tức là nếu một sống 100 năm mà không thấy con cò già thì chẳng bằng là sống một ngày mà thường thấy con cò già. Thì ngài mới nói ủa sao kỳ vậy, ta là hồi thờ Phật còn đại thế là đã nghe theo mà bây giờ mới đây mà sao lại có người lại đọc cái câu là nếu sống 100 năm mà không có thấy con cò già thì chẳng bằng sống 1000 thấy con cò già, nghĩa là sao? Là kêu chú nó lại nói chú nó là cái đó không phải vậy. Đó Phật nói là nếu một sống 100 năm mà không thấy như thập pháp hay là không thấy được chánh pháp thì chẳng bằng sống 1000 mà mình thấy được chánh pháp. Sống 1000 mà mình thấy được chánh pháp là mình giải thoát và mình được tự tại, thì 100 năm mình nó bằng thừa thôi. Cái ý nghĩa là như vậy. Thì bây giờ chú sẽ duyên bữa nay ngày Anh An bây giờ già quá rồi, ông tới 120 tuổi ông lẩm cẩm rồi, ông lẩm cẩm rồi. Ngay trong cái thời mà tượng pháp á, ngay trong thời chánh pháp thì đã có những vấn đề lầm lẫn. Cho nên nếu mà mình nghe một bài kinh mà rồi mình không có thấy, không có hiểu được cái giá trị của nó, mình không có ứng dụng được á, thì trong Pháp Cú đó nó sẽ không có trở thành một cái giá trị sống về đạo đức cho mình. Cho nên mình học Pháp Cú là để mình tu, để mình biết được, để mình điều chỉnh lại. Ví dụ như trong đó mà hãy nói về khẩu thì bây giờ mình sẽ trình bày là bây giờ mình phải tập làm sao về khẩu, về ý, về thân. Cái phần 85 đó, thì 86 cho tới 87, 88 đó, kết thúc lại phần này đó thì
lần trước thì chúng ta nói là ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, con số người ở lại xuôi ngược chạy bờ này. Những ai hành trì chánh pháp theo chánh pháp khéo dài sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát. Thì nếu mình muốn được ra khỏi cái thế giới này thì trong này lại rất đơn giản, những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dài sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát. Người mà muốn được gọi là qua bên bờ bên kia, được gọi là những người hiền giả, và những người mà còn ở bên bờ bên này như chúng ta được gọi là những chúng sanh phàm phu mê muội. Thì thật ra đối với cái nhìn của Phật pháp và trong cái lời dạy của Đức Phật á, là giữa cái người phàm phu và cái bậc thánh nó chỉ khác nhau có một lần thôi, giống như một lần tên hay là một lần chỉ thôi. Và chữ Hán ngày xưa nói nghĩa là tạc giả, thì dọa so tâm mà kim tiêu bồ tát diện, bồ tát giữ dạ xoa cách nhau biết đầu tiếng, tức là hôm qua thì cái nghĩa là còn cái tâm dạ xoa, nhưng hôm nay thì biến thành cái mặt bồ tát diện rồi. Và giữa bồ tát dạ xoa là một loại quỷ dữ ngày xưa nó ăn thịt người, thì giữa quỷ dạ xoa và bồ tát chỉ cách nhau một đầu tiếng, tức là một cái đầu của sự chỉ thôi, nên chỉ khác nhau như vậy. Và khi định nghĩa giữa vô văn phàm phu và người có trí hay gọi là người có hiền trí á, thì Đức Phật nói rằng kẻ vô văn phàm phu là sao? Là như mình là kẻ vô văn phàm phu. Và khác nhau với bậc người có trí rồi là bậc hiền trí là sao? Nó khác nhau thế nào? Thì Đức Phật chỉ thí dụ là kẻ vô văn phàm phu á, như mình nói rằng là đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta, đây là nhà của ta, đây là thế giới của ta, đây là gia đình của ta, đây là đất nước của ta, đây là tri kiến của ta, đây là dân bằng của ta. Cái gì mà dính vô cái tự ngã của ta thì có được gọi là kẻ vô dân phẩm vua. Cho nên hay ngày nào mà mấy Phật tử nói họ đi đâu thì lên chùa của mình chứ đâu, vô dân phẩm vua, phải không? Đâu có là chùa của mình, chùa nó giống là của mình rồi, nhưng mà mình nhận cách của mình rồi, sư phụ của mình, cho nên nói ai nói cho nó đúng cái sư phụ tôi không được, vô dân phật phụ, nó chỉ khác nhau thôi. Còn nói là vậy định nghĩa người có trí hay là bậc hiền trí là gì? Là người nghĩa là không thấy gì, không thấy ta, không thấy tự ngã của ta và không thấy cái sở hữu thuộc về ta. Cho nên vì vậy á, khi cái người phàm phu bị xúc phạm, bị thay đổi, bị tấn công bởi những cái tự ngã đó, thì kẻ đó đau khổ, khóc than, đấm ngực và phiền đó. Nói rằng là nói thế nào? Ví dụ giờ là cái bằng một người thân của gia đình của mình bị có gì đó, bị mất hay là bị làm không vừa lòng mình, thì nghĩa là nó đánh đập tôi, nó cướp của tôi, tức là nghĩa là con của tôi nó làm ăn thua lỗ, tôi đau khổ quá, đấm ngực khóc than và cầu nguyện gian sinh. Còn bậc hiền trí, tức là người có trí, thì khác lại nữa thôi, tức là vì không thấy của ta, không thấy tự ngã của ta và không thấy của ta, cho nên vì vậy mà bậc hiền trí không có khổ đau. Xảy ra cái gì đó thì bậc hiền trí không có thấy bị xúc phạm, không có thấy bị tổn thương, không có thấy bị phiền muộn, không có thấy bị đau đớn lâu dài, cho nên người đó được tự tại an lạc. Đó là bậc hiền trí. Nó khác nhau cái gì đó thôi à. Tức là mình gọi là cái giống như cái lăng kính, cái nhìn, cái nhận thức chỉ được thay đổi như vậy. Thì được gọi là người vô văn phàm phu là người không có tu tập, không có đủ cái trình độ tu tập. Thì đây cái chỗ này nói rằng những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ kia vượt ma lực khó thoát. Cái chỗ mà cái bằng ta, tự ngã của ta và tham chấp cái đó làm cho mình khổ đau. Tự nhiên là mình nói mình thấy cái người kia là không có hợp ý mình, và khi mà mình thấy người đó
gì, những cái bất thiện, những cái nghĩa là những cái ác cảm, những cái gì đó họ nói mình cũng thấy, họ nói kỳ ngộ, nói như là cái con chó sủa vậy, nghĩ vậy đó. Rồi nghĩa là họ làm gì cũng vậy, rồi mình làm gì cái mình thấy họ ẩn tàng cái gì đó, gian dối của nó. Khi mình gian cái đó một cái chấp thủ, một cái tự ngã, thì lúc đó nó biến thành kẻ vô nhân hoàng hôn. Các vị nhớ là trước có lúc mà thầy kể chuyện mà thằng mắt búa là vậy đó. Cái thằng nhỏ nó tới cái chơi nhà đó, nó rất là thân thiện, nó muốn học hỏi trong nghề làm nông vậy đó. Rồi ổng cũng thương nó, cũng thấy nó dễ thương lắm. Rồi cái bữa nọ cái ổng tự nhiên mất cái búa kiếm không ra, ổng mất cái búa kiếm không ra, rồi cái bắt đầu ổng nghi thằng này, nó tới đây nó dò dẫm để nó lấy búa trên nhà kiếm không ra cái búa. Rồi cái hôm sau nó tới nó hỏi bác này kia, ổng thấy ổng không còn thương nữa, thấy nó chán, thấy này nó xảo giá lá ngoài mặt, nó nói vậy nhưng mà nó chôn cái búa rồi. Ổng giận nó kia lắm, ổng không nói ra lời, ổng không bắt được tay nó, nhưng mà ổng rất là ghét nó. Mới 2 tuổi thằng nhỏ không biết gì đâu. Rồi cái dạng sao cái bắt đầu xúc luôn nên đi phơi cái cũng xúc dưới, cuối cùng thấy cái búa ổng lọt ở dưới tái bộ. Rồi cái ổng đừng búa nó, trời ơi mình ra làm rớt cái búa dưới đây rồi mình đổ lúa lên, rồi mình tưởng nhỏ lấy cái cũng không sao. Nó tới chân nó, trời thằng này nó dễ thương thôi, cái thằng nó trung thực mà nãy thấy sao mà nó không có gì chơi á, thì cũng ổng thôi. À, cho nên nghĩa là khi cái khái niệm của mình nó chấp thủ mà nó được 2 tuổi á thì nó biến thành vậy, thì cái đó Đức Phật gọi là cái vô nhân phạm phu, chạy vô nhân phạm phu. Cho nên cái mà gọi là cái kiến chấp, cái thành kiến hay gọi là những cái chấp thủ á, không có cái lòng bao dung á, thì các vị biết là một trong những cái mà không có tạo được tự giác và đồng thời làm cho mình bị trôi lăn trong sinh tử và khổ đau. Cho nên nhiều khi người ta hỏi rằng người Phật tử mà mình đi chùa lâu làm thế nào để biết được mình có tiến bộ và có được thay đổi, thì các vị biết nhìn ở đâu? Người nào mà các bạn buông xả được cái sở chấp của mình, tức là thực ra cái chữ học đạo nó chỉ có cái lực buông thôi. Người nào mà buông được là coi như người đó khỏe lắm, không có bị cái gì trên. Tại vì lý do là cái mà làm cho mình khổ, hay là mình mà mang ít thì mình khổ ít, mang nhiều thì khổ nhiều, cũng như là nắm nhẹ thì khổ nhẹ, mà nắm mạnh thì khổ mạnh, vậy thôi. Vì nó là một trong những cái lực mà, cho nên nếu mà mình buông hết thì mình tự tại. Cái từ gọi là những cái thiền sư là họ thõng tay vào chợ, là họ cũng đi vào chợ, họ đi như mình, nhưng mà họ không có bị dướng, không có bị mắc, không có bị nghĩa là một cái tự ngã nào dướng vào trong đó đâu. Ngay cả mình nói cái chuyện ăn chay, nói tháng giêng ăn chay, có nhiều người nói rằng tháng giêng nó phát nguyện ăn chay, mà mình ăn chay thì ra mình ăn chay chưa được mấy ngày thôi, mà cả làng ai cũng biết thôi. Đi ra ngoài chợ cái người ta bán cá, nó trời cá tươi, nó ăn chay tháng giêng mà cá gì, nó thằng nghe nói trời thịt ngon lắm, thịt gì ăn chay mà thịt làm vậy. Rồi cái lát nữa là cả chợ ai cũng biết mình ăn chay mà thiệt đó, ăn chay vậy đó. Là vì chính khi chúng ta dướng vào một cái gì đó, tự nhiên mình cảm thấy rằng như đó là một cái gì đó kỳ vĩ, nó lớn lao quá đi, cho nên làm cho con người mình trở thành bị dướng mắt rồi đó, bị khổ đau đó. Và người nào mà nói mình đó là mình nói rằng đó là người nào năn nỉ mình nó thôi ăn chay đi, thôi tháng giêng tháng con mua về để dành qua kỳ sau, nó không được, tội lỗi dữ lắm. Cho nên vì từ cái chỗ đó mà khi cái chấp đó là nó dướng vô, làm cho mình trở thành bị gì không qua được bờ bên kia. Có nhiều vị ăn chay thấy tội nghiệp, có nhiều phật tử cái vô cái mớ gì vô ngồi ăn, chúng ta dò ăn chùa đó, trời cái chùa này không tu được đâu, ăn gì cũng nghe nóng gì hành tỏi được không à, rồi cái rung mình, trời ơi nguyên cái chùa vậy mà không ai tu hết, có mình tu à. Nó tội nghiệp là vậy đó. Cái gì đó. Rồi nếu bây giờ mà mình đi vô một cái chùa mà nếu mình trúng cái chùa của Thái, một cái chùa của Campuchia, thì nghĩa là kho cả nồi thịt heo, kho cờ, kho này kia, rồi cái chua này kia, rồi không biết là mình tu đâu nữa, chỗ đó nên mà đồng nhân tới nó trời, chỗ đó tội lỗi lắm, chỗ đó địa ngục. Thì ngay vì chỗ dướng mắt nó mà Đức Phật nói trong câu này, có nghĩa là mình không có vượt qua trong bờ bên kia. Không vượt qua bờ bên kia. Cái chữ tu nó nhẹ nhàng lắm, nghĩa là nó mang cái tính nghĩa là giác ngộ tỉnh thức để mình cải sửa, chứ nó không phải là một cái sự ràng buộc, và nó không phải làm cho mình thay đổi khác người,
chỉ nghĩa là mở rộng cái lòng của mình ra và mình chấp nhận được những cái mà nó như thị, không có bị phản ứng, không có bị nghĩa là tấn công và không có bị khổ đau lâu dài gì chuyện đó. Lần trước ở đây cũng vậy, các vị biết là thầy có đệ tử mà cách đây khoảng 10 năm rồi thầy có kể. Đệ tử có lúc hỏi nó, mình là thiền viện Minh Quang, rồi biết mình có sao mà không thấy mình dạy thiền à? Nó có chương trình thiền đó, cái gì nào muốn thì chiều có thứ năm thứ bảy gì bây giờ có. Nói rồi thầy trụ trì thiền viện mà sao không thấy thầy ngồi thiền? Nó nói giờ muốn thấy không? Hỏi vậy chứ không thấy mà giờ thấy đó. Nó được rồi, nếu bây giờ muốn thấy thầy ngồi thiền thì vậy đó, cứ mỗi lần mà hãy nghe xe mà con chạy vô là thầy canh ngay chỗ đó ngồi. Cứ vậy này, chừng tuần lễ ở Canada trời thầy cũng tu thiền kia không, lúc nào dùng thấy ngồi, lúc nào cũng thấy ngồi. Cho nên thiệt ra là cái mà chúng ta bị dướng và cái khổ mà trong kinh nói rằng ít cái người nhân loại đến được bờ bên kia, cái chỗ mà đến được bờ bên kia đây không phải là một sự nghĩa là cái phần đi đến, mà đến bờ bên kia đây là gì, là một sự thay đổi lăng kính và nghĩa là mở rộng cái trái tim mình ra, mở rộng cái tấm lòng mình ra. Các vị biết là một cái vị tổng thống nổi tiếng của bên Mỹ là ông gì, ông cái bậc Abraham Lincoln đó, ông là thợ làm nhà của gia đình, thợ làm giày cũng được làm tổng thống. Cho nên khi mà ông được làm tổng thống, tức là ông tổng thống đời thứ 16 của Mỹ. Khi được làm tổng thống á, người ta coi thường ông lắm, tại vì ông là con người thợ dài. Cho đến khi một hôm họ mấy cái vị nghị sĩ nó họp nhau, cái có một người mới nói lớn lên cho mọi người nghe, nói rằng thưa ngài tổng thống, ngài có biết không là cái phần cha của ngài là cái phần thợ làm dài, tức là làm dài cho gia đình tôi, cái gia đình tôi. Người ta cười lên, nghĩ rằng là một cái người tổng thống mà không có xuất sinh trong một cái dòng quý tộc mà chỉ làm dài thì mà sao được làm tổng thống mà lại là lãnh đạo. Nhưng mà ông Lincoln là ổng rất là bình tĩnh, ổng rất là bình tĩnh và ổng trả lời, ổng nói rằng đúng rồi, nghĩa là cha tôi là một người thợ làm dài, tất cả những vị nghị sĩ đây là cha tôi đều có làm dài và tôi cũng học cái nghề làm dài. Nhưng mà từ hồi đó giờ tôi chưa có nghe người ta nói than phiền về cái nghề nghiệp của cha tôi. Tức là cha tôi là một người làm rất là kỹ thuật, rất là cao, rất là sáng tạo và rất là vĩ đại. Và tôi rất là tự hào về cha tôi. Nếu mà quý vị nào ở trong đây mà có người muốn làm dài, tôi sẽ làm cho mấy vị được dài. Bởi vì tôi không thợ làm dài. Nhưng mà cái quan trọng của ông là ông có một cái tấm lòng rất là hào hiệp và rất là tự hào về người cha của mình, chứ không phải là do xuất thân từ một cái dòng quý tộc, không có chấp vào một cái chỗ đó. Và chính cái thái độ của ông đó, và ông sẽ trở thành một trong những cái người tổng thống làm một cái nền tảng cho cái mình gọi là gì, cái nền dân chủ và cái gọi là cái nền văn hóa bản sắc của dân tộc Mỹ cho đến bây giờ. Ông được để hình lên ở đâu, ở trong đồng bào, từ ông Washington cho đến như là Abraham Lincoln cũng được để lên cái đồng bào, biểu tượng cho những cái gần như là những cái vĩ nhân, mặc dù họ rất là tầm thường, đời sống của họ tức là gia đình của họ làm giàu. Cho nên từ chỗ này mình thấy rằng cái chỗ mà dưới mắt của thế gian ngày nay đó là mình cứ tưởng rằng mình phải vượt qua một chỗ khác hoặc là thay đổi một cái gì đó trong cái con người của mình bằng cách là cái bằng đến tịnh độ hay là đến chỗ nào mình mới được là như vậy. Nhưng mà ở đây thật ra cái cách tu của chúng ta như trong những bài kinh, tức là chúng ta thấy được những cái lời dạy của Đức Phật ở đây. Ngài nói rằng cái số người còn ở lại đó xuôi ngược chạy bờ này là vì chúng ta xuôi ngược rất là nhiều. Lý do là mình không có chịu chạy, không chịu ra. Mình được gọi là trong kinh Pháp Hoa nói rằng ở trong cái nhà lửa mình cứ chạy tới chạy lui đó, tại vì mình vui chơi, mình không biết gì là nhà, không biết gì là lửa ra đó. Mình nói là đâu có gì đâu mà ở đây sướng thấy mồ, mà tại sao lại phải kêu mình ra? Thì các vị biết là chúng ta có hai cái, lần trước đó, thầy có nói là chúng ta phải phân tích được có hai cái thái độ cho cái người học Phật để sau này mình không có bị chấp thủ bậc học thiện. Ngày hôm nay là ngày mùng 8
Ngày hôm nay là ngày vía của Đức Phật Thích Ca Xuất Gia. Và tới rằm là ngày gì các bạn không? Ngày rằm tới là ngày gì? Ngày rằm tới là tháng 2 là ngày vía Phật nhập niết niết bàn. Chứ không phải là thành đạo. Là ngày vía Phật nhập niết bàn. Thì thật ra đó là chỉ là những cái ngày năm tháng mà người ta để trong lịch để mình biết được và mình tưởng niệm. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghĩ rằng Đức Phật Xuất Gia, ngày kỷ niệm của Đức Phật Xuất Gia là ngày 8 tháng 2 âm lịch. Giờ mình suy nghĩ gì về Thái tử Xuất Gia hay là Đức Phật Xuất Gia? À, phải nói là ngày hôm mùng 8 tháng 2 là ngày Thái tử Tất Đạt Ma Xuất Gia. Chứ nói Đức Phật mà còn xuất gia gì nữa. Phải không? Bởi vì khi nói rằng Đức Phật là nó đã thành rồi. Làm sao là ông Phật không còn đi tu nữa. Cũng như mình bây giờ mình mới được đi tu, chứ nếu mà mình đã là ông thầy còn tu gì nữa. Bởi vì nhiều khi ta nói cũng đúng, nhưng mà nghe thì nó nặng. Cũng như ta nói mấy ông thầy chùa, ví như ông thầy thì mới ở chùa chứ giờ mình không giờ. Nhưng mà kêu thầy chùa thì nghe nó có cái ngữ khí gì kỳ kỳ không. Nhưng mà nói mấy ông thầy chùa còn đỡ, còn có nhiều người nói mấy ông cha thầy chùa thì cũng đồng thời lẽ ra nói ông cha thì mình thấy nó tốt, nhưng mà nói mấy ông cha thầy chùa thì ông cha ông thầy cũng được thêm chức nữa. Nói là mấy cha của Catholic á thì nói là thưa cha mấy cha thì mình thấy là thầy đó. Mà bây giờ là mình sướng hơn nữa là mình được họ tăng thêm một cái nữa là vừa cha vừa thầy luôn, mấy cha thầy chùa. Được thêm ba cái. Nhưng mà khi mà mình nghe mấy cha thầy chùa mình thấy mình phiền não quá không. Thấy cái mấy người này không có tôn trọng gì trên. Phải vậy không? Thì thiệt ra là cũng như nói ông thầy, thì khi người ta phân tích ra là thầy tu á, mấy ông thầy tu thì thật ra là nó đúng. Mấy ông thầy tu nó khác những ông thầy khác. Bởi ở ngoài có ông thầy giáo rồi có nhiều ông thầy dạy nhiều môn khác cũng kêu là thầy. Nhưng mà ông thầy ở trong chùa thì gọi là ông thầy tu. Và nếu mà muốn nói rõ hơn thầy tu thì gọi là thầy chùa thì chính xác là gì sai liền. Ông ở trong chùa, ông thầy ở trong chùa thì gọi là thầy chùa chứ gì không. Nhưng mà mình ở thầy chùa mình thấy cũng khó chịu, phải vậy không? Cho nên đó là mình chỉ thấy là ngôn ngữ và trong từ vựng hay bất cứ gì vậy, nó chỉ có một chút nào đó mà cái sở chấp của mình và cái phân biệt của mình vô thì làm mình khổ lắm. Thầy nghĩ vậy đó, bây giờ có nhiều thầy đi cái người ta nói con thầy chùa đi kìa, cái mình nghe nghe nói ông sư đi thì không sao, nói ông thầy đi không sao, mẹ thêm chùa vô thì mình thấy nó kỳ kỳ không. Thì chỗ đó là tại sao nó làm cho mình kỳ vậy? Tại vì mình còn dướng một cái từ, dướng một cái ngữ, dướng một cái sở chấp. Và chỗ này mà Đức Phật nói rằng chúng ta chạy đầu này đầu kia mà mình không có qua được, mình bờ khác. Chứ lúc nào mình có một cái tâm lượng, một cái sự bao dung đến mức độ mà người xưa đó, tức là cái bằng Lâm Tắc Từ nói là cái biển đó là nó dung nạp được tất cả, cái trăm sông nó mới thành biển, nó thành đại hải được. Và bao dung nó tạo thành cho một cái sự tu hành của mình trở thành một cái tuệ giác. Mình làm thế nào mà cứ là tất cả mọi thứ nó có thể chảy vào trong dòng sông của mình được hết, mà mình có thể dung chứa được, cái trái tim mình nó dung chứa được rộng chừng nào thì mình sẽ không có bị phiền não, không bị khổ. Trong kinh ví dụ Hàng Phú, Đức Phật nói nó rất là hay. Đức Phật nói rằng là nếu bây giờ mình bỏ một muỗng muối vào một cái ly là không có ai uống nổi vì nó quá mặn. Nhưng mà bỏ cái muỗng muối đó vào trong một cái nồi súp á là chưa có đủ, phải bỏ nữa. Bây giờ nếu mà mình bỏ một bao muối vào trong nồi súp thì cái nồi súp chịu không nổi. Nhưng mà mình bỏ một bao muối á vào trong một cái hồ á thì cái hồ chịu nổi. Mà ngược lại một bao muối đó mà mình bỏ vào dưới biển á thì nó không thấm tí gì hết. Cho nên nếu mà cái tâm lượng của mình á là mình mở rộng ra, nó càng rộng nó càng bao dung ra, hay nó lớn lên chừng nào á thì cái khổ đau á nó sẽ không có giá trị nữa, tức là nó sẽ bị biến dạng. Cho nên khổ lúc nào thế gian này cũng có chuyện khổ đâu. Mà mình có khổ hay không khổ là do cái tâm lượng, cái lòng bao dung của mình nó rộng ra cỡ nào. Cho nên chữ tâm nó còn gọi là tâm lượng.
có nghĩa là cái sự nghĩa là mở rộng của cái trái tim mình ra bao lớn. Thành ra ở ý niệm này chúng ta thấy rằng nếu bây giờ mình làm một cái người học Phật á, mình tập được cái tâm lượng bao dung, giống như mà người xưa họ nói một câu là họ miêu tả cái hình ảnh của ông mà tổng thống hồi nãy thầy nói là ông gì, ông là Abraham Lincoln, nói rằng cái trán của ông á, nó rộng á, rộng thế nào, rộng đến nỗi mà cái phần cử ngựa được, còn cái bụng của ông á, nó rộng đến nỗi chèo thuyền được. Dễ sợ vậy, tức là tôi muốn nói là cái gì, cái đầu óc và cái tâm lượng bao dung của một con người thôi mà ta đã suy nghĩ đến chuyện đó. Cho nên từ chỗ này chúng ta thấy rằng cái quan trọng của đạo Phật á, nói rằng cái ngày kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa, Thái tử xuất gia, và sau khi Thái tử xuất gia rồi đó, thời gian tìm đạo, thời gian khổ hạnh, và cuối cùng sau 49 ngày Đức Phật thiền định để thành được cái quả vị là chánh đẳng chánh giác, lúc đó người ta gọi là Buddha, là Phật Đà. Và cái cây mà Đức Phật ngồi đó ở bên Ấn Độ gọi là Tất Bát La, bên này mình gọi là cái Bồ Đề, tức là cây giác ngộ. Thật ra cây đó như thầy Tầm có lần thầy nói cây đó không có quý gì cả, bởi vì lý do là Phật ngồi đó rồi tự nhiên thấy là quý thôi, chứ còn chỗ nào bây giờ tất cả các Phật tử mà chỗ nào mà các vị ngồi cây nào mà thành Phật thì chỗ đó cái cây đó nó biến thành cây Bồ Đề. Tức là mục đích của nó là sự thành tựu chúng ta, chứ không phải do cái cây. Bây giờ chúng ta suy nghĩ lại cái ý niệm này, chúng ta thấy rằng khi Đức Phật mà xuất gia rồi đó, thì Đức Phật từ bỏ cái gọi là cắt ái từ sở thân đầu tiên, là phải ngày ba lần ngày bước ra, ngày ba lần ngày trở lại, để từ bỏ gia đình, từ bỏ vợ con, từ bỏ đó là vương quyền, rồi bắt đầu ngày không có trở lại, cho đến kể cả lúc mà ngày thành Phật rồi, ngày đi thất thực, ngày về đó, ngày ôn cái bác về lại cái thành đó để ngày độ vua cha của ngài đó, thì vua nói trời ơi, con là con của một cái vị hoàng đế, mà bây giờ ông bác đi xin, chẳng lẽ là cái con vua này không có nuôi nổi con đâu, làm khất sĩ vậy, làm người hành khất vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng đây là khi những người xuất gia thì đã là sinh vào trong cái dòng họ của chư Phật và trở thành một người khất sĩ, tức là để đi vào trong một cái tăng đoàn rồi, cho nên là cái đời sống phải là đời sống của một bác con ngàn nhà, một thân gọi là muôn dặm xa, muốn thoát đường sinh tử phải sinh ăn ngày tháng qua, tức là phải khất hóa độ sinh đô. Cái câu nói đó nó trở thành một trong những cái biểu tượng của cái hình ảnh của Đức Phật cho chúng ta ngày nay thấy rằng nếu mình không có, mình muốn xuất gia, mình muốn được giải thoát như Đức Phật, hay là những bậc thánh tăng, hay mình đi đúng con đường, kể cả những người xuất gia đi bây giờ, thì chúng ta thấy rằng nó hai cái con đường nó khác biệt. Một người mà được gọi là xuất gia, tức là chúng ta xuất, nghĩa là cái phần cái gia của chúng ta xuất ở đầu tiên là rời khỏi nhà, nhưng là Thái tử Tất Đạt Đa đó là rời khỏi nhà, rời khỏi cung, đi ra cái chỗ mà nghĩa là dòng sông Anoma, hay là dòng sông Anoma, thì lúc đó nghĩa là ngài mới cắt mái tóc, cởi hết cái áo hoàng bào, trao lại cho Sa Nặc, thì Sa Nặc khóc lóc, ngài nói rằng là ta là người xuất gia rồi, phải đổi chiếc áo nông sầu, chiếc áo rách rưới để đi tu, chứ không có thể mang chiếc áo hoàng bào được. Cho nên cắt ái từ sở thân, tức là từ bỏ hết tất cả những cái người thân thuộc của mình, và cắt cái ái, tức là cắt cái lòng biển ái của mình để trở thành người xuất gia, tôi gọi là xuất thế tục gia. Rồi mới tới nữa là xuất phiền não gia. Xuất phiền não gia tức là ở trong chùa mà làm sao mà mình tu hành để mình có thể cắt đứt được những cái phiền não. Phiền não nó không phải chỉ sân giận không thôi. Có nhiều người tưởng là mình giận ai đó là nó thôi đừng có phiền não nữa. Thật ra lúc nào mình vui vẻ, hạnh phúc, cười đùa thì cũng là một dạng phiền não. Chứ không phải là chữ phiền não là chỉ có khi nào mình buồn mới là phiền não. Bởi vì cái hạnh phúc của mình á, cái mà mình gọi là vui vẻ cười đùa, ai nói nó ai cho mình một món ăn ngon quá trời lên mình ăn, mình cảm thấy mình hạnh phúc á, thì ngay lúc đó là phiền não, chứ không phải là phiền não là đâu gì trời ơi, nấu ăn thì mình dở vậy, canh chua nấu nó là chua tới 3 tháng còn chua đầu thì chua nó bên chua để nấu vậy sao, thì lúc đó mình phiền não. Cái đó không phải là phiền não, cái đó là nghịch duyên mà mình phiền não.
cái tự nhiên là mình phiền não, cái họ nói mình làm ăn ngon, mình thèm, mình thích thú, mình đắm nhiễm, ngay lúc đó là nó đã là phiền não. Rồi cái nghĩa là những lời ngon, tiếng ngọt, những cái là nụ cười, cái làm cho mình hạnh phúc, mình thấy trời ơi người này thương mình quá, mình cảm thấy như là mình hít mắt luôn, người cười hít mắt đi lên mây á, ngay lúc đó mình đã sinh phiền não. Cho nên vì cái chỗ mà sức phiền não nha này nó không chỉ đơn giản là mình bị những cái chuyện trouble, những bị mang tiếng người ta nói mình nói không đúng, nói bị như là nghi lầm, nói chuyện này chuyện kia đâu, phải vậy, không phải thị phi không thôi là phiền não. Mà phiền não có nghĩa là chúng ta còn tiếp xúc với những cái quá trình của sinh diệt tạo thành ham muốn và chán nản, cái đó là phiền não. Cái này mới về rất là khó, cứ định nghĩa rồi là các vị thấy là không phải là dễ dàng gì khi nói rằng sức gia cái là mình thấy khỏe. Cho nên là có nhiều người là nó xuất gia ở trong chùa vui buồn hay là lẫn lộn rồi cứ chạy lên chạy xuống, đó là khi vui khi vui gấp khi buồn buồn hiu, thì cái đó không biết sức gì đó, nó cho nên cái từ xuất gia định nghĩa rất là cao và rất là khó. Vì khi mình xuất được phiền não gia rồi mình mới xuất được cái thứ ba là cái bằng tam giới gia. Tam giới tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là qua luôn khỏi những cảnh giới của tứ thiền, thì lúc đó mình mới có thể đạt được cái chỗ mà gọi là trong kinh Pháp Hoa gọi là của tột đỉnh của Thanh Văn Thừa là nhất thừa. Nếu không thì mình vẫn còn bị gọi là người phàm phu. Tại sao nói điều đó? Tại vì nói vậy là để cho các vị thấy rằng cái câu của Đức Phật nói đây là còn số người ở lại xuôi ngược chạy bờ này, thì chính những người xuất gia cũng còn xuôi ngược chạy bờ này, tức là còn thành tựu, còn được thất, còn hơn thua, còn khổ vui, còn vinh nhục, là vẫn còn chạy bờ này, chứ chưa có ai được gọi là ra khỏi bờ kia, chưa có ai ra khỏi được, chứ là đến được bờ bên kia. Bởi vì người mà đến đời bên kia là phải vượt ma lực khó thoát. Cái ma lực mà mình nói nãy giờ là nó không có bóng hình. Cho nên vì vậy là những cái tham ái, những cái phiền não của mình nó luôn luôn xuất hiện. Và khi mình xuất hiện là mình sẽ cảm thấy mình bị nó là dướng mắt này. Thuận cũng là một sự dướng mắt, nghịch cũng là một sự dướng mắt. Mấy bữa nay cả cái Sydney mình bị mưa dầm, mưa về nắng mình cũng sợ, mà mưa quá mình cũng sợ. Cho nên hãy mình còn thích nắng thì mình sợ mưa, mà còn thích mưa thì sợ nắng, cả hai đều là phiền não. Nên cái đó chuyện là chuyện của trời của đất, nắng mưa là chuyện của trời, phải không? Nếu nắng mưa chuyện của trời thì thôi được rồi, mà thêm cái vô mà tương tư là chuyện của tôi yêu nàng thì tới quấn. Thấy không? Là cái chuyện đó là chuyện khổ thôi, chuyện đó tự mình làm khổ mình thôi. Chuyện nắng mưa là chuyện của thời tiết của trời đất thôi. Cho nên thầy Tĩnh Tuệ mà các vị nghe thầy làm câu bài thơ, nếu em biết rất là hay. Bây giờ mình thấy bốn câu của thầy nói là: nếu dẫu em dẫu biết thu sang rừng thay lá, biết mùa thu, bây giờ mình đang chuẩn bị vô mùa thu này, rừng sẽ thay lá, là chuyện là chuyện bình thường, xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Có một bộ phim vậy không? Nhưng bây giờ nó là nói rằng em dẫu biết thu sang rừng thay lá, sao mà mãi ngồi tiếc nhớ những mùa xuân. Đó là vì cái dướng mắt, cái chỗ mắt của mình là mình còn phải chạy qua chạy lại bờ này là gì đó. Cái chuyện mùa thu nó đến đó, thì cứ theo mùa thu, rồi qua mùa đông thì qua mùa đông, cứ vậy đó. Nhưng mà tại sao mình lại phải ngồi tiếc nuối những mùa xuân? Hay gọi là em vẫn biết xuân qua trời sang hạ, xuân là tới cái hạ, qua cái Tết rồi là bắt đầu tới mùa hạ. Bây giờ mình chuẩn bị hai mùa, về Việt Nam chuẩn bị đổ mùa hè đổ lửa đó. Bởi vì sao? Đã qua mùa xuân rồi, em vẫn biết xuân qua thì trời sang hạ, sao đông về máy mắt lại rưng rưng, tức là khi mùa đông nó trở về thì mình lại buồn. Trong bốn mùa xuân hạ thu đông nó vẫn là bình thường của trời đất, nhưng mà chính mình bị dướng vào trong cái chỗ mà không có giải thoát được cái phiền não giữa tham ái và khổ đau, làm cho mình bị chặt. Cho nên kinh Pháp Cú thật ra là những cái lời dạy đó rất là gần gũi, mà mình chỉ cần thay đổi được cái ý niệm thì mình mới có khả năng thành tựu được giải thoát. Còn nếu không đó, thì mình vẫn chụp cái này chụp cái kia, hết bắt cái này bắt cái nọ. Và lời của Đức Phật
dạy trong cái phần cuối của cái bài này, ngài nói những cái người mà xuất gia cái đường tỳ kheo, ngài nói rằng kẻ trí bỏ pháp đen tu tập theo pháp trắng. Tức là pháp đen là gì? Là pháp mà làm cho mình nữa là mê tâm phiền não tối thui. Vậy khi mà ông Vĩnh Hảo làm câu thơ thầy nghe cũng hay hay, ông làm sao thì Vĩnh Hảo là một nghĩa là người Việt gốc sư, tức là tu rồi bây giờ ông xuất rồi ha, cho nên ông làm nhà văn Vĩnh Hảo mà rất là có tâm đạo, rất là tốt. Cho nên ông làm một câu thơ, ông nói rằng đó là hai đoạn. Một đoạn thì ông nói rằng mai anh vào chùa tu chẳng cần em đến viếng, ngày anh vào niết bàn em cũng cần, em không cần ghé ngang. Thiền môn là niết bàn, rung động bóng em ngang, thôi thì tha anh nhé để anh tu đàng hoàng. Ông nói vậy nhưng mà rồi ông làm theo đó, nhưng mà rồi cuối cùng thì ông không biết có phải tu đàng hoàng hay không, nhưng mà ông không có tu được. Ông không tu nữa tức là ông tu đàng hoàng, đúng nghĩa là ông không tu nữa có nghĩa là ông đã tu đàng hoàng. Tại vì ông thấy rằng ông vẫn còn rung động bóng em ngang, không? Cho nên vì vậy ông về. Do vậy thì rõ ràng là ông tu nghĩa là đàng hoàng. Còn cái người tu không đàng hoàng có nghĩa là rung động bóng em ngang, nhưng mà mình không có làm gì trên rồi mình cứ bị rung động hoài, rồi mình cũng bị khổ, rồi mình cũng cứ dấn dấn dương dương, thì rõ ràng là tu không đàng hoàng. Cái đó mới là tu không đàng hoàng. Cái định nghĩa của Vĩnh Hảo làm thì thầy nghĩ rằng cái câu đó là ổng làm rất tốt. Ổng nghĩa là ổng nói vậy đó, tức là thiền môn là niết bàn, rung động bốn em ngang, thôi thì tha nhé để tu đàng hoàng. Ổng nói vậy nhưng mà cuối cùng tu đúng đàng hoàng, có nghĩa là ổng không tu nữa. Ổng không tu nữa là ổng đúng. Còn nếu mà ổng tu nhưng mà ổng không đàng hoàng thì nó dở dở hương không? Nó dở dở hương thì cái đó mới gọi là không đàng hoàng. Ông làm bốn câu nữa, có bốn câu cũng hay. Ông nói rằng biết anh tu thành Phật nhưng vẫn yêu miệt mài, vì mai anh thành Phật em biết đùa với ai. Ông này nói hay, bởi vì tu thế nào cũng thành Phật thôi, nhưng mà người kia vẫn cứ yêu miệt mài, bởi vì nếu mà để cho thành Phật thì mình còn ai nữa đâu. Còn ai nữa mình vui đùa với ai. Từ cái chỗ ý niệm này chúng ta sẽ thấy được rằng đó là nếu mình không có một cái gọi là tỉnh thức để thay đổi được một cái ý nghĩ thì suốt đời hoặc là nhiều cùng kiếp mình cũng vậy thôi. Lần rồi đó, thầy có đi bên Cali đó, thầy giảng thầy kể một chuyện cho mấy Phật tử nghe, nói rằng đó là khi mà Thượng Đế mà thấy một anh ăn xin đó mà thấy muốn cho anh thay đổi ý niệm, thay đổi cuộc đời, hiện xuống trong rồi nói rằng bây giờ là cho cái 100, cho cái bằng 1.000 đô hay là 10.000 đô gì đó để làm gì, thì anh nói rằng nếu mà cho thì các vị biết anh làm gì không, anh mua đủ thứ rồi. Cái thứ nhất là đầu tiên đó là cái bằng là anh mua cái là cái mua bồ phôn. Hỏi mua bồ phôn làm gì, tại vì nghĩa là mua bồ phôn để là gọi điện thoại coi chỗ nào mà cái bằng không có người ăn xin, hoặc chỗ nào xin được cái đó xin. Nó nói trời ơi, vậy thôi nó cho thêm số lượng nó lên tới từ 1.000 hay 10.000 mà tăng tới 100.000 làm gì. Thì nó là cuối cùng đó là cái mà cái cuối cùng anh là anh mua luôn cả một cái khu vực để là để anh ăn xin. Cái ý niệm ăn xin không có thay đổi thì thường đế mỗi lần nếu mình không thay đổi được ý niệm về tâm của mình thì dù mình ở trong hoàn cảnh nào mình vẫn chưa có xuất được, chưa có xuất được gọi là cái phần thế tục gia, chứ đừng có nói tới xuất phiền não gia. Thế tục gia nó mang đến cái chỗ gọi là có phần các ái ly gia, tức là chỗ liếng ái từ ăn uống, nghĩa là ngủ dục công đức, tức là tài sắc danh thực thì, nó gọi là thế tục gia, chứ không phải là chỉ cái nhà ngoài đâu. Qua cái ý niệm này chúng ta còn thấy được một cái nữa là thầy muốn nói đoạn này để cho các vị lưu ý là nhân cái ngày của thái tử xuất gia để mà thành Phật thì mình thấy rằng các Phật tử khi mình nói tới tu mình đừng có nghĩ rằng
mình sẽ ở cùng một level hoặc là mình muốn tu thành Phật. Bây giờ các vị đi thành Phật rồi thì tôi bỏ vợ cho ai? Em biết đường với ai bây giờ? Cho nên như vậy đừng có nghĩ tới cái đó. Do vậy cũng đừng có cầm phe, đừng có so sánh, nói rằng tu này đúng, tu này sai, còn tu cao lắm. Không, các vị Phật tử của chúng ta, trong chúng ta chia ra hai cái level. Một cái level của hạng người xuất thế gian, hay gọi là người tu xuất gia theo kiểu xuất thế gian, là người đó chỉ đi một con đường của cái Đức Phật, gọi là trác sĩ kinh kha, là trác sĩ một đi không trở lại. Thì cái người đó mới đúng nghĩa là xuất thế gian, hay gọi là xuất gia. Ngày xưa nó trác sĩ kinh kha muốn giết Tần Thủy Hoàng là mới có một cái câu thơ là vậy: trác sĩ một đi không trở lại, dòng sông dịch thủy lẽ đôi nơi. Rồi đó là rượu nồng pháo hận đầy hơi ấy, tiếng sáo còn vang mãi mới đợi. Bởi vì giết vua Tần được thì cuối cùng bị chết, cho nên gọi là trác sĩ kinh kha. Nhưng mà nhận lời của người ta phải đi thích khách vua Tần, cho nên cuối cùng phải chết, gọi là trác sĩ kinh kha, rất là can đảm. Nhưng mà mình không thể theo con đường của Thế Tử Đà Lạt Đa được, bởi vì mình chưa đủ can đảm để cắt ái ly ly nha. Thật sự là như vậy. Thì nếu những người mà được gọi là xuất gia mà chưa đủ hết cái con đường của xuất gia hay được gọi là của xuất thế gian pháp, thì các vị thấy rằng nó cũng còn nằm trong chỗ bờ này và bờ kia, trên chụp hết bờ này chụp tới bờ kia, bị rơi rớt, không cách gì mà gọi là không thể nào mà là tu đàng hoàng, không thể nào tu đàng hoàng. Còn nếu tu đàng hoàng thì phải đi theo Vĩnh Hảo là đúng nghĩa. Còn nếu mà chúng ta chưa thoát được cái chỗ mà thế tục gia này là chúng ta chưa đúng nghĩa tu đàng hoàng. Huống hồ gì mà đem cái level đó đổi qua cái level các Phật tử gọi là người tại gia. Cái người tại gia tu là nó chỉ có hai cái phương diện thôi. Thứ nhất là mình thực hành chánh pháp để mang lại hạnh phúc cho em và gia đình. Thứ hai nữa là đi đúng chánh pháp để gọi là gì? Để gieo những cái thiện duyên để kiếp sau và mình tạo những phước báo. Cho nên trong tất cả những bài kinh Năm Tông là nói cho những người Phật tử là làm các phước thiện để được sinh lên cõi cõi trời, cõi thiên. Chứ thường thường là người ta không có nói tới cái quan điểm hoặc là của ưu và tắc là ưu và duy, là những người có cái phương pháp tu hành có thể xuất được gọi là cái bằng thế gian pháp, không nói. Cũng như bây giờ nó tu thiền vậy, các vị thấy là các vị tu thiền, các vị học bất cứ cái trường lớp thiền sư nào cũng được cả, kể cả từ thiền của Ôn Nhất Hạnh, Ôn Thanh Từ, hoặc là thiền của Khương Tăng Hội, hoặc là tất cả thiền nào cũng được, hoặc là Vipassana, Minh Sát Tuệ, cái nào các vị cũng có thể học được hết. Nhưng mà giữa cái người tại gia Phật tử học hành thiền để được gọi là gì? Vipassana, tức là gọi là thiền hiểu biết, hay là thiền minh sát để cho các vị tỉnh thức mà điều chế trong cái đời sống, kể cả doanh nghiệp, kể cả làm ăn, kể cả đời sống vợ chồng, không bị những cái phiền não, những cái mình gọi là các bạn chế tác những cái phiền não làm bất ổn và khổ đau lâu dài. Chứ thật ra tất cả các cái môn hành thiền mà các vị Phật tử, tất cả các trường thiền mà mình gọi là đi học á, là không có con đường nào hoặc không có một vị nào để hướng dẫn mình đạt được sự giải thoát tuyệt đối. Không có ai làm được điều đó. Tại sao? Vì đơn giản là kể cả những người dạy thiền và dạy pháp môn đó, họ cũng chưa đạt được cái con đường của giải thoát chúng sanh. Cho nên thiền là được gọi là cái bằng trị liệu, thiền là phương pháp trị liệu. Cho nên chúng ta đang bị những cái cơn bệnh của thế kỷ, ví dụ như bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh phiền não, bệnh rối loạn, bị stress, bị áp lực, thì thiền là phương pháp trị liệu của nội tâm để giúp điều chế chúng ta, trị liệu được cái tâm của chúng ta. Khi nào mà tâm của chúng ta được hạnh phúc, được an lạc, thảnh thơi thì nó liên hệ với cái thân chúng ta, giúp sức khỏe chúng ta tăng trưởng và giúp đời sống chúng ta thấy được hạnh phúc hơn, giá trị đời sống hơn trong thời gian ngắn ngủi này, chứ không phải là con đường đưa các vị đến giải thoát. Con đường đưa chúng ta đến giải thoát là con đường của tuệ giác, mà con đường của tuệ giác nó đi song hành với cái việc đó là thiền đó, nó đi song hành với con đường đó là các bạn phải thấy được những cái thực tướng của các pháp và không còn, tức là mình gọi là không còn hệ lụy nữa, cắt đứt nó,
gọi là vô lậu, thì lúc đó mới gọi là giải thoát. Do vậy các Phật tử tại gia, nếu mình không hiểu cái câu này thì mình thấy rằng còn số người ở lại xuôi ngược chạy mờ này, bởi vì trong đoạn này là Đức Phật nói cái gì biết không? Đức Phật thuyết pháp, người ta nghe nói là Đức Phật ở trong thời Đức Phật nói nghe Đức Phật thuyết pháp giải thoát giác ngộ, cho nên hạnh phúc lắm. Tới ngồi nghe bỏ hết, nào là trưởng giả, nào là cái bằng chủ tiệm, đông lắm, ngồi ở thành xá vệ, ngồi đầy cả một cái sân chùa vậy. Rồi cái Đức Phật thuyết một giờ đầu thì thấy nghe còn hấp dẫn lắm, một giờ, hai giờ, ba giờ cái bắt đầu nữa là người nào cũng nó đúng đúng ngày nói cũng đúng ngủ gục. Rồi người thì ngồi ngáp, rồi nó trời ơi giờ này mà phải có tô phở, người này nói giờ này phải nằm với vợ con, xong ngồi đây ngồi nghe ông này cũng nói hoài cũng mệt. Đức Phật nói mà không ngồi chơi tới 11 giờ đêm rồi là coi như là hết hơn không nữa, là hơn không nữa là ít đó nghe, 90% là coi như là muốn vô niết bàn ở trong này, toàn là vô ngủ thiền không mà cà gà cà gập không à. Hồi thời Đức Phật chứ không phải bây giờ. Chính vì vậy mà Đức Phật mới nói câu phong cung này. Có nguyên nhân. Khi nói vậy thì chúng ta thấy rằng cái level, cái mà của những người tại gia, hay mình gọi là cái phương pháp tu tập của người Phật tử tại gia để chúng ta mong cầu cái gì. Cho nên vì vậy chúng ta mới có cơ hội là phải tụng kinh, niệm Phật, tích tụ phước điền, làm các thiện duyên, rồi nghĩa là thay đổi con người của mình, cái nhìn chẳng hạn vậy đó, là trở thành một người Phật tử tại gia có tu tập, rồi ủng hộ cho con đường của giáo lý chân chánh, được gọi là ủng hộ tam bảo, cho Phật pháp được trường tồn. Do vậy mình đừng có bao giờ đã làm Phật tử tại gia nhưng mà nói tới cái gì cũng là cái Phật tử cứu cánh, tới giải thoát, nói tới Bát Nhã, nói tới một cái nhảy một nhảy lên tới nửa tầng trời thôi, thì cái đó là mình sai lầm. Bởi vì ngay cả những người được gọi là, hay gọi là mệnh danh là những người xuất gia, họ cũng chưa bước ra khỏi con đường của xuất gia một cách chân chánh, chưa bước được con đường chân chánh. Thầy nói rồi, nếu muốn được con đường chân chánh với thầy thì nghĩ là con vĩnh hảo thì mới gọi là chân chánh. Tại vì sao vậy? Tại vì ở đây là chúng ta còn những cái ái luyến. Cái ái luyến ở đây nó không có phải liên hệ tới sắc không, mà sắc tài danh lợi hay bất cứ cái gì, mà mỗi lần khi mà những cái đó nó đến chúng ta bị khởi lên phiền não, khởi lên khổ đau, thì lúc đó chúng ta sẽ còn hiểu mắt. Và do vậy chúng ta chưa phải gọi là sức hết được danh. Chúng ta muốn có một cái tâm niệm nó đang cố gắng làm con đường đó, nhưng mà không phải khi mà chúng ta muốn là nó thành tựu. Cho nên đừng có đánh giá và đừng có nhìn vào cái gì đó rằng phải vậy tu, phải như vậy mới đúng mới sai. Cho nên hai con đường mà thầy muốn trình bày các vị là con đường của xuất thế gian pháp, là những người xuất gia được gọi xuất thế gian pháp, cũng như thiền sư, những thiền sư như Triệu Châu hoặc là Lâm Tế, những vị đó là cái bằng họ đi một đường gọi là họ tổ của thiền đó, thì nó khác biệt với những cái mà chúng ta dạy thiền mà để cho những người Phật tử tu mà gọi là rìa lạc hoặc là trị được những cái bệnh mà áp lực của xã hội hay là áp lực của gia đình. Cho nên mình hành thiền mỗi ngày nhiều chừng nào thì tâm mình nó lắng được chừng nào thì nó bình an đến đời sống của mình. Và khi bình an đời sống thì mình thấy rằng đời sống nó có giá trị hơn, hạnh phúc hơn, và mình mang lại nhiều cái hạnh phúc cho những người xung quanh hơn. Nhưng mà ngay khi mình mang lại những hạnh phúc những người xung quanh thì cũng đồng thời nghĩa là phiền não cho những người chúng, tiếp tục chúng ta tạo những cái phiền não khác đó. Tức là tạo những cái luyến ái nhiều hơn, tức là hãy người ta thương mình nhiều hơn, tức là mình sẽ bị ràng buộc nhiều hơn thôi, vậy thôi. Thí dụ giờ thầy làm người ta ghét thì cũng là một loại phiền não, mà giờ ta làm người ta thương cũng là một loại phiền não, nó không có thể nào mà ra khỏi con đường đó. Cho nên chỗ này là chỗ mà cái người học Phật phải thấy rất rõ, để chúng ta đừng có đứng ở một góc cạnh này để mình phân biệt hoặc là mình phê phán hoặc mình thị phi, mình nói rằng đó là những người Phật tử là tu chỗ này cao chỗ kia cao. Tất cả những cái gọi là tại gia ư bà tất giới ư bà dị giới là mục đích nữa là học để thay đổi đời sống phàm phu của mình mà nó trở thành cao thượng tốt đẹp hơn. Bởi vì chúng ta có cái tấm lòng bao dung, chúng ta có lòng từ bi, chúng ta có lòng thương người, thì con người chúng ta nó sẽ thiện mỹ hơn, giúp cho cái đời sống gia đình chúng ta, xã hội chúng ta được tốt đẹp hơn. Và nó cũng là làm nhân để sau này chúng ta có thể sinh lên những cảnh giới cao hơn, kể cả cõi trời.
Cho nên chúng ta chưa có bao giờ, hay là chúng ta đừng có đặt rằng đó là làm thế nào để con tu, để con giải thoát. Đừng có nói cái đó. Cái đó nó rất là xa vời, và cái đó nó hoàn toàn không có thực tế. Ngay cả những người họ đi trên con đường được gọi là muốn đi giải thoát, tức là nối tiếp con đường của Đức Phật, thì họ cũng đã bị vấn đề nữa là giữa bờ này và bờ kia, giữa màu áo này và màu áo nọ, giữa pháp môn này và pháp môn kia, nó là ôm cứng cứng ở trên một cái đó. Tức là cái phần đó là pháp môn này là của thầy tôi và nó là số một, là ngay lúc đó là những vị thầy đó họ đã là dướng bận và khổ đau trong cái đó rồi, thì làm sao mà họ có thể đạt được con đường giải thoát rước người và giải thoát chân chánh. Cho nên đó là có lần thầy có nói là khi thầy đi dạy hoặc là đi qua bên Mỹ, có nhiều nói rằng đó là kỳ này đã muốn thỉnh thầy giáo họ để giảng chân lý, tức là giảng những cái gì mà của tổ sư Minh Đăng Quang khất sĩ, cái nào cũng là chân lý đó. Tại vì là tổ sư là chỉ nói lại, tức là lặp lại những cái gì của Phật thôi. Cho nên là nói cái gì liên hệ tới Phật là liên hệ tới tới tổ, liên hệ tới giáo lý vậy thôi, chứ không có cái nào là của khất sĩ, mà cũng không có cái nào mà cũng không là khất sĩ. Khất sĩ chỉ là một từ ngữ thôi, chỉ là những người xuất gia. Những người nào xuất gia theo Phật là nói kinh Phật là nói chân lý, chứ không có nói rằng tại sao lại không nói. Mình đã có nói rồi, cũng giống như là nói học kinh Pháp Cú là cái nào cũng là kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú mình học một câu vậy, nhưng mà nó dính luôn cái đời sống của mình bây giờ và hôm nay. Bây giờ chúng ta thử nghe một cái câu chuyện để mình thấy. Ví dụ giờ ở bên nghĩa là Israel, tức là mình đã Do Thái là một cái dân tộc rất là thông minh không, thì những người nghĩa là hiền triết hay những khoa học gia của bên Do Thái, họ muốn làm một cái thí nghiệm giống như cái thí nghiệm hồi nãy mình nói là thượng đế thí nghiệm nha. Bây giờ họ mang ba cái món quà, họ đi kiếm những cái người ăn xin, người nghèo, người Do Thái, tức là trong cái thành phố họ kiếm từng nhóm, họ cho ba món để lựa chọn. Một món thì món thứ nhất là tương đương với tiền, tức là mình cho được $100. Món thứ hai là gì, là một bộ đồ vét cho mấy người đi làm giống như làm chủ vậy đó. Và cái thứ ba nữa là một cái hộp giống bông, giống bông họ dịch ra là bông bồ công anh. Bồ công anh ở đây mình hay nói là uống thuốc trị gan này kia rồi, nó mọc bậy bạ, nó bay rồi nó mọc á, cây gần vàng có thể nấu canh ăn được. Và nó là cái rễ của nó bây giờ làm thành trà bồ công anh để trị mát gan chẳng hạn. Thì bây giờ em nó cho ba nhóm để coi nữa là những người ăn mày đó mà họ gặp họ sẽ chọn cái nào. Thì hết 90% hay là hầu hết là những người ăn mày đều lấy gì, là chọn $100, tại vì tiền là chính mà đang thiếu. Có một số người đó họ chọn bộ đồ vét, họ thích bộ đồ vét, họ muốn nghĩa là cái mặt ăn mặc cho đẹp cho nên chọn bộ đồ vét. Có một số ít người chọn cái hộp giống bồ công anh để nghĩa là đầu tư suy nghĩ là để trồng. 10 năm sau, cái nhóm nghiên cứu đó 10 năm sau họ mới đi tìm nghĩa là những cái dấu vết, tức là những nơi nào mà họ giao cho cái số người ăn mày ba cái món đó. Khi mà họ tìm lại đó thì 90% những người mà lãnh $100 đó thì ăn mày vẫn là ăn mày, bởi vì $100 thì ăn có ba bữa hết rồi, hoặc là có nhiều anh đó là cái phần đó là chơi sang chơi một bữa là hết $100 rồi, cho nên vẫn là ăn mày. Còn lại đó là khoảng chừng 50-60% những người mà chọn được cái bộ đồ vét là trở thành chủ, trở thành những người công nhân làm ăn đàng hoàng, có công ăn việc làm, và trở thành những người nghĩa là xứng đáng lương thiện ở trong xã hội. Còn lại á, là cái số người mà nhận cái hạt giống, tức là nhận cái hạt giống của gì, của hoa bồ của anh á, thì những người đó bây giờ là làm gì, làm chủ những nông trại, chủ những công ty. Tức là những người nhận những cái hạt giống đó là những người nghĩa là có khả năng làm chủ những nông trại. Hết gần như là 90% hoặc 90% họ thành tựu,
họ là công nhân nữa, họ làm chủ những nông trại hoặc là chủ những công ty, lãnh đạo những công ty. Bây giờ họ mới tổng hợp lại, họ kết luận rằng tại sao vậy? Tại sao vậy? Họ chỉ đơn giản là chỉ do cái suy nghĩ thôi. Cho nên nếu mà cái suy nghĩ chúng ta là thực dụng, suy nghĩ chúng ta là thực dụng không? Thực dụng là giống như là có tiền thì phải xài, phải ăn thôi, cho nên mình chỉ muốn tiền thôi. Thì cái suy nghĩ mình nó trở thành thực dụng và nó không có một cái giá trị. Còn cái người mà muốn thay đổi thì khi họ có được bộ đồ này thì họ nghĩ rằng là họ mặc dù họ là ăn mày nhưng mà họ cũng muốn làm đẹp, họ muốn thay đổi. Cho nên khi họ muốn thay đổi được, tức là họ đã có ý muốn thay đổi thì cuộc sống này còn sẽ thay đổi. Cho nên là họ phải làm như thế nào để họ xứng đáng cho cái bộ đồ đó. Mặc bộ đồ vest thì phải làm thế nào? Phải như là xách vali thì sao? Rồi phải như là ngồi làm chủ hoặc là phải làm công nhân đàng hoàng, chứ chẳng lẽ là mặc một bộ đồ vest mà đi ăn mày. Cho nên là ý nghĩ mà thay đổi bộ đồ đó là cũng là thay đổi con người đó, làm cho họ có sự tiến bộ và thay đổi. Còn cái người thứ ba nữa là cái người mà cái phần suy nghĩ, nếu mà chọn những hạt giống này thì họ có suy nghĩ rằng đó là làm thế nào với một cái hạt giống này mà mình có thể thay đổi cuộc đời. Mình đầu tư cái hạt giống này, mình trồng rồi nghĩa là bao nhiêu rồi nó nhân ra, rồi mình buôn bán, rồi bắt đầu nghĩa là mình làm những cái công ty để mình là phát triển, tìm ra được cái sản phẩm này, cái hạt giống này nó phải có giá trị gì để người ta giao cho mình. Bởi vì hạt giống này đó nó có thể làm mát gan, nếu mình trồng được cái hạt giống này nhiều đó thì mình sẽ có những cái khu vườn, có những cái nông trại, bán những hạt giống này thành những công ty, rồi cuối cùng đầu tư trở thành giàu có, thay đổi cuộc đời. Cho nên cái người mà nhìn thấy được cái chỗ suy nghĩ đó thì mình thấy rằng đó là một những cái suy nghĩ rất là sâu xa. Thế còn bây giờ mình thực dụng là mình cứ là thấy có tiền là cái phần ở trước mặt là lấy 100 đồng trước đó. Lấy 100 đồng trước, mà lấy 100 đồng là cuối cùng mình sẽ không có được gì nữa. Tại vì không, chúng ta không có suy nghĩ, suy nghĩ nó ngắn hạn. Và suy nghĩ ngắn hạn thì dĩ nhiên là cái hạt giống của nó không thể đầu tư dài hạn, thì tuệ giác như vậy. Làm thế nào để mà chúng ta trồng được cái tuệ giác, được gọi là trong Đức Phật ngài nói rằng kẻ mà trí bỏ pháp đen rồi tu tập theo pháp trắng, tức là phải thấy được rằng những cái người nào mà có thể thấy được những cái vật chất của thế gian này là tạm bợ, và người nào mà có thể thấy được rằng cái thân của mình là tạm bợ, rồi thấy được tất cả những cái gì mà mình sở hữu được là tạm bợ, thì bỏ được pháp đen. Rồi nói tới pháp trắng là gì? Cái pháp trắng là cái pháp mà không có hết trơn, không có gì đâu. Có nhiều người nói tại sao là mình tu mà không có gì. Thật ra tất cả cái việc mà tu hành của những người Phật tử chúng ta hôm nay á, và trong cái giáo lý sâu xa nhất của đạo Phật là trở chúng ta trở lại cái chỗ cũ thôi, tức là khai thị chúng ta ngộ nhập Phật tri kiến, tức là làm cho mình thấy được cái tánh thiện lương của mình bình thường vậy thôi. Chứ đâu phải ai mà cũng nói là muốn thành Phật là thành Phật cái gì giờ, ai cũng thành Phật được hết á, nhưng mà ai cũng trở lại hết được cái con đường nguyên thủy của mình là con đường thiện lương của mình, chân thật của mình, làm sao sống được với cái đó. Và cái đây cái này nó không đòi hỏi, không đòi hỏi giống như mình tưởng là cái bằng ghê gớm gì, nhưng mà nhận được cái thật đó mới là chuyện khó. Bởi vì mình không chịu nhận cái thật đó. Thật ra như vậy, bây giờ mình cứ nghĩa là sống cái thích theo cái ảo thôi, thích theo cái nghĩa là phù phiếm thôi. Chứ bây giờ mình nói tới nghĩa là cái bằng đồ thiện mình không dám. Bởi vì giống như nó là cái bằng làm Phật mình không dám. Nhưng mà nói là ma thì mình dám. Bởi vì sao vậy? Bởi vì làm ma nó sướng hơn, làm Phật nó lương thiện quá, cho nên nghĩa là khó làm người lương thiện. Mà làm ma thì nó dễ lắm, chỉ cần nghĩa là thay đổi một cái ý niệm thôi là chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể làm Phật được. Một câu chuyện người ta kể đơn giản, người ta nói rằng mình được người ta giúp đỡ mình cũng hay. Chẳng hạn như giờ mình họ nói có một anh chồng đi làm về khuya, rồi cái thấy đèn trong nhà còn sáng ra, rồi cái tưởng đâu vợ mình ngủ quên, lên cái thấy tính đưa tay tắt đèn, cái vợ kéo tay lại không cho tắt đèn. Hỏi sao vậy? Cái vợ thì thầm chỉ xuống dưới, tại vì ở dưới nó có hai vợ chồng kéo một xe rác ngồi, nghĩa là
ngồi nghĩa là móc đồ, móc cái bịch ra rồi chia nhau mấy cái đồ ăn đem theo ăn rất là khổ sở. Nhưng mà hai vợ chồng ngồi nói chuyện vui lắm, vui với nhau, nhờ ánh đèn rọi đây họ thấy đường để họ ăn. Thì cái người vợ này cũng nói rằng đó là cái ánh sáng đèn này để cho họ ăn, cho nên đừng có tắt, tắt thì họ ở trong cái tông tối. Thì vậy mỗi ngày cái người này đó cứ canh giờ đó để nó là kéo xe tới đó để ngồi nghỉ lại rồi ăn rồi nói chuyện hạnh phúc, mà không có biết rằng có người nào đó đã giúp mình đó là không có tắt ngọn đèn để cho mình được ngồi ăn, để cho mình có được ánh sáng đó. Cái ý niệm mà có thể là chúng ta suy nghĩ đến một cái thiện lương mà nó nho nhỏ vậy rồi thì mình thấy con người của mình nó dễ thương ghê gớm lắm. Phải nói rằng đó là không biết là người ta thành Phật thành thánh nó tốt cỡ nào, nhưng mà thầy nghĩ rằng chỉ cần nghĩ được một cái chuyện nhỏ đó thôi đó thì con người nó quá là phơ phải, con người nó xứng đáng là Phật thôi. Cái đó là Phật thôi, cái đó là tâm của Phật thôi. Tâm Phật nghĩ đến mức độ là tội nghiệp người ta kéo xe đến nỗi là không có chỗ ăn. Nhưng mà các vị biết con người của mình á, thí dụ giờ nhà mình rồi con đường vậy đó, mà ai đậu xe thì một bữa hai bữa là các vị sùng lên liền rồi. Cái đe xe nó cứ đậu trước nhà tôi hoài, nó đâu dính dáng với mình đâu, nó đâu dính dáng với mình đâu. Nhưng mà trong lòng mình rất là bực bội, rồi thậm chí có nhiều người muốn lấy đồ cào rồi lấy xì bánh xe cho nó sợ, nó đâu dính gì tới mình đâu. Thấy không? Có thể người ta có những nỗi khổ, có những người ta bị chật không còn chỗ đậu nữa, người ta đậu đó, hoặc người ta đậu 2-3 ngày mà nó đi rồi chuyện gia đình, chuyện vợ con người ta bị này kia rồi người ta đậu đó. Nhưng mà mình không chịu, mình giận lắm, mình phiền não lắm. Chỉ đơn giản thôi, mình không thành Phật là vậy đó, chút xíu vậy thôi à. Nói gì để ngọn đèn rồi đó, có nhiều khi có nghĩa không nghĩa là người ta nghĩa là vừa để đèn hay này kia để sợ té này kia, chút xíu là mình lo mình tắt rồi, mình sợ tối. Thì từ cái ý niệm này mà Đức Phật nói rằng những người nào gọi là với những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, tức là trong thất giác chi của mình á, từ bỏ mọi ái nhiễm, quan hỷ nha, không có chấp thủ. Nó khác với sự chấp thủ thì mình đã quan hỷ, mình thấy vậy mà mình vui giống như vậy đó, tức là thấy hai vợ chồng đứng nhìn xuống thấy người ta ngồi, người ta ăn nữa là kéo xe mệt mà ngồi ăn nhờ ánh đèn này á, nó rọi cho họ ngồi họ ăn âm thầm vậy đó, mình thấy họ vậy mình quan hỷ. Thấy trời ơi, tội nghiệp khổ, trong đời có nhiều người khổ quá. Họ đến nỗi mà các bạn không có một chỗ sáng để họ ăn được, họ ngồi dưới bóng đèn họ ăn, mà không chấp thủ mà quan hỷ đó, thì không lộ hoặc sáng chói, sống tịnh tịnh ở đời. Thì người đó ở trong đời này đó, là rất là an ổn, rất là tịnh tịnh, là người xuất gia, là người giải thoát. Chứ không có phải là các bạn phải đợi mình vào chùa, mình nói rằng tôi tuyên bố rồi tôi là các bạn xuất thế tục gia rồi. Nhưng mà mình phải tậu, mình phải mua nhà lớn, mình phải bảo vệ, nó là cái bằng vô trong chùa, ai vô trong chùa mà không dọn tới mình, nó là người đó mình giận mình đuổi ra, nhất bái trụ trì mới nhìn bái Thích Ca, thì cái đó là hoàn toàn nó sẽ sai lầm cái chỗ ý niệm. Sao cái ý niệm thì chúng ta cũng học ở đây. Cho nên cái lời mà của Phật dạy hay là tất cả những cái pháp của Phật dạy, nó không chỉ dừng lại, không chỉ dừng lại ở trong quá khứ mà nó đi dài đến hiện tại, nói rằng đó là nếu mình muốn ai gọi là hãy cầu vui niết bàn thì bỏ dục không sở hữu. Ai trong đây cầu vui niết bàn không? Không ai cầu vui niết bàn. Thật ra là như vậy, tại vì nữa là nếu cầu vui niết bàn là mình phải không còn ham muốn những cái được thành tựu ở đây thì mới gọi là cầu vui niết bàn. Cũng giống như là cái nhiều phật tử là cái niệm phật như tịnh độ, nhưng mà làm ra chỉ sợ chết với lại sợ rằng là chết không biết về đâu, mình muốn về tịnh độ. Nhưng mà thật ra tất cả còn phải tham luyến, mình niệm Phật, mình muốn cầu Phật rước. Nhưng mà bây giờ nói rằng bây giờ đi liền, giờ không ai chịu đi hết. Nói rằng nếu mà lỡ đi liền là mình nói là bị chết sớm, bị này kia, sợ lắm. Cho nên vì vậy là nói tới chết là sợ. Thật ra mình không phải là cái bằng khi chết đó, không cái, cái sợ nhất của mình là sợ đau nữa. Chứ chết thì mau lắm, cái giai đoạn đó nghĩa là tức tắc là mình chết rồi thôi. Nhưng mà vì đau đớn của mình rất là sợ. Rồi vì vậy mình cầu gì? Cầu về tịnh độ. Nhưng mà thật ra cầu về tịnh độ cũng là một sự ham muốn. Trong này, trong cái kinh Pháp Cú này, Đức Phật nói rằng cái cầu vui Niết Bàn á, muốn được cầu vui, muốn được Niết Bàn á, mà Niết Bàn á, thì định nghĩa của Đại Thừa, định nghĩa của giáo lý Phật, Niết Bàn là ở đây đó. Cho nên người nào muốn được Niết Bàn á, là phải làm gì?
không sở hữu. Sở hữu là chấp thủ, là vô văn phạm vô, là của ta. Cho nên nó nói rằng là vô mà nói thầy làm vậy là người ta chê chùa mình dữ lắm. Là gì? Là vô nhân phạm vô, là ở bờ này không bao giờ có được cái vui của Niết Bàn, không có cái nào có được. Cho nên chỗ này nói rằng kẻ trí tự rửa sạch cấu quế nơi nội tâm. Nãy mình nói tới chỗ mà cái mình tu thiền đó, tu thiền đạt tới cái cảnh giới thiền, thì thầy nói rằng ở bên giáo đoàn bên khất sĩ đó, thầy chỉ biết có một vị thôi, tức là từ hồi thầy xuất gia 50 năm hơn trong cái thời gian thầy mới biết có một vị đó. Vị đó bây giờ vẫn còn. Khi bắt đầu vị đó phát tâm xuất gia đi theo tăng đoàn rồi, các chị không, vị đó phát tâm rằng khi bắt đầu trở thành một thành viên của đoàn du tăng, tư nguyện sẽ không bao giờ trở lại quê hương này. Vị đó bắt đầu ra đi ở miền Trung và miền Nam, từ đó tới giờ hơn 50 năm không hề có một sự liên hệ cha mẹ anh em, và kể cả chưa bao giờ trở lại con đường cũ, chỉ có được nghe được có một người thôi. Ai làm được điều đó thì thầy nghĩ rằng xứng đáng với cái chỗ, nghĩa là cái bằng khi mà họ đã đoạn được một cái gọi là cái bằng, giống như nghĩa là thiền sư Thiện Công nói rằng khi mình đi lên trên cầu, bước qua phải cầu để đi tu thiền là phải ra rằng đó là một đi không trở lại. Nếu không có thấy được đạo, không thấy được tự tánh, không đạt được thiền định tự tâm thì thề không bao giờ trở lại cái cầu này nữa. Chứ nói gì mà tới phải nghĩa là thăm nhà, thăm cha, thăm mẹ, rồi nghĩa là mua đồ, rồi xây này, xây kia. Đâu có còn đường, cái con đường nào đâu mà được gọi là thiền đâu. Những cái vị thiền sư, những cái vị tổ sư thiền là các vị biết là cái bằng đó là họ để một cái chữ tử trên đầu, nghĩa là cái bằng đối với họ là sinh tử là sự đại, làm sao mà vượt thoát sinh tử là chính, còn lại nữa là chuyện ăn chuyện uống chuyện đó là vui buồn, chuyện đúng chuyện sai, không có còn gì trong họ nữa đâu. Họ chỉ có một con đường duy nhất là không quay trở lại, cái đó được gọi là cái bằng xuất thế gian. Những bậc này được gọi là kẻ trí tự rửa sạch cấu quế từ nội tâm, thì những người đó có thể đạt được cái hạnh nữa là viễn ly, đi rất là xa. Vì khi họ đi xa, họ không có quan hệ đến những cái chuyện thế tục, không quan hệ cái chuyện vui buồn, không quan hệ, không phải nhìn các mặt của người ta mà sống. Chẳng bây giờ này phải nhìn các Phật tử, cũng như các Phật tử vậy, phải nhìn lên bên đây vô cho thầy vui thì mình tới mình nói chuyện, nhưng thấy mặt họ ghê quá không dám tới. Mình phải nhìn. Chứ còn bây giờ thầy thấy thầy mới nhìn Phật tử đó, trời ơi, Phật tử dòm thấy nó giận mình thì kia, mình phải tới mình hỏi thăm nó, không thôi nó giận. Thành ra nghĩa là ông thầy phải gì Phật tử phải gì ông thầy, thì như vậy thì mình còn con đường nữa đâu để mình giải thoát. Nó đâu có dính gì tới cái chuyện của giải thoát đâu. Cho nên chúng ta chỉ cầu cái chỗ mới là cái chỗ tu của mình, là mình chưa có người nào muốn tu cầu Niết Bàn và cầu thoát ly sinh tử khổ hại. Mà cái mà chúng ta đang cầu là cầu an, sống cho qua ngày, chờ cho qua đời mà thôi. Đúng nghĩa là vậy, tức là đúng nghĩa tu chúng ta là sống cho qua ngày và chờ cho qua đời, chứ chưa có nói rằng cái một nỗ lực thoát ly sinh tử. Đúng nghĩa được gọi là cái bằng giữa xuất thế gian. Còn dĩ nhiên mà các Phật tử là tại gia, là các Phật tử không lo chuyện đó. Các Phật tử là chỉ là làm sao là nếu mà được là cái bằng tranh thủ thời gian lắm, thì tới bữa nào nghe rồi nói chuyện thoải mái, vui thì nghe nhiều, không muốn thì thôi, vui thì nghe, còn muốn thì ngủ, cái đó không sao cả. Nhưng mà mình phải biết được rằng cái con đường của mình đi là như vậy. Chứ đừng có nghĩa là mình đang đứng ở đây mà mình nhìn tới một cái tưởng rằng là một bước này mình có thể bước qua cái ngưỡng cửa kia, là cái việc đó rất là xa vời. Cho nên vì cái chỗ này đó mà chúng ta thấy rằng cái niềm tin của mình với lại cái chữ tín của mình đó, nó rất là cần thiết để mình là khẳng định được cái tâm lực của mình. Và khi mình học Phật đó, mình thấy rằng cho dù nữa là mình có thể quên được nhiều thứ, nhưng mà nữa là mình học Phật á, mình mới thấy rằng chỉ một cái sự thay đổi nhỏ thôi thì mình trở thành Phật. Nhưng mà thành Phật chừng đó thôi, trong những chỗ đó thôi, chứ mình đừng có ngồi lên
nhìn lên trên là mình làm sao biết hồi nào tôi mới trở thành ông Phật giống vậy. Ông Phật giống vậy không có lợi ích gì cả. Ông Phật giống như vậy không có lợi ích. Ông Phật làm thế nào mà để cho mình đi về nhà mà con của mình rồi vợ của mình, chồng của mình, anh của mình, em của mình, họ thấy con người mình nó tỏa ra Phật chất thì người đó mới gọi là thành Phật. Cái quan trọng ngày hôm nay tức là người nào có thể tỏa ra được Phật chất. Phật chất là gì? Là tuệ giác, là từ ái, là bao dung, thì người đó là Phật. Thế còn bây giờ mình muốn tìm một đức Phật, mình cứ tưởng rằng ở một cảnh giới rồi mới có một đức Phật thì mình sẽ bị sai lầm. Và nếu mà chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng nó có nhiều cái, nếu mà mình tìm được, mình biết được, quan trọng những cái suy nghĩ mình thay đổi để mình có thể trồng được cái hạt giống. Hạt giống đó là tuệ giác thì nó có tính cách vĩnh cửu và mình có thành tựu. Thế còn mình chỉ thực dụng thôi, mình thực dụng là mình nói à, mình phải làm giống như là tu mà theo kiểu mì ăn liền vậy thôi, thì coi như là nó không có lâu dài và nó không phải là cái chuyện mà thực sự sâu xa của chúng ta. Cho nên nhiều khi ta đọc những cái câu chuyện mình thấy là có những cái mà mình suy nghĩ rằng làm sao mà cái tâm của mình phải là những tính tâm của mình mà hay là quê hương đất nước mình hay là cái chỗ ở của mình bất cứ như nào mà mình có thể cứ là làm được một phần nào đó thôi thì ngay chỗ đó là tự nhiên mình thấy là nó có Phật chất rồi, ngay chỗ đó mình thấy nó có sự bao dung rồi, ngay chỗ đó mình thấy có sự giác ngộ rồi, cao quý lắm. Thì cái mà mình bây giờ mình đang bị mất đó là thường thường mình bị mất niềm tin. Mình mất niềm tin tức là mình dễ bị mất niềm tin, mình nghe cái này nghe cái kia, mình thấy này thấy cái kia, cái mình bị chao đảo tâm thức, giống như mình không có một cái gì đó bằng chứng để, bởi vì chính mình cũng bị ở trong cái chỗ nghĩa là không có vượt thoát khỏi con người của mình, mà mình cứ nghĩa là chụp bên này chụp bên kia, như là cái bằng ngay cả nghĩa là tu hành cũng vậy mà mình phải lựa chọn, mình cứ lựa chọn hoài không biết được rằng chỗ nào là cái chỗ để mình có thể đi tu. Vấn đề là cái mình không tu mà mình chỉ muốn lựa chọn chỗ nào để mình có thể tu thì chính chỗ đó là chỗ đầu tiên nó làm cho mình bị sơ xuất và cuối cùng mình vẫn phải mang một kiến chấp rất là khổ đau lâu dài. Cho nên vừa rồi thầy có nói là có một con Phật tử tới hỏi thầy, nói rằng nơi nào mà có thể nghĩa là giúp cho mình nghĩa là dấn thân nhiều hơn, sống lương thiện hơn và cống hiến nhiều hơn cho tập thể là nơi đó mới là để mình có thể tu hành. Chứ mình không có đặt ra vấn đề nghĩa là chỗ nào thích hợp hơn, rồi chỗ nào là cái bằng gần gũi hơn, chỗ nào người ta thương mình nhiều hơn để mình tu, là thì nó là chuyện sai lầm. Một cái người muốn tu học là phải vậy. Cũng như là mình đừng có nghĩ rằng nghĩa là có ngôi chùa nào đó mở ra hoặc là tới chỗ đó thì mình sẽ nghĩa là được ưu ái hơn, hoặc là chỗ đó nghĩa là họ nấu mì quảng ngon hơn, chỗ đó là làm bánh nhiều hơn và cái phần gọi là sơ việc tốt hơn, vì chỗ đó nó hoàn toàn nó không dính gì tới cái ý niệm mà để được gọi là cái phần giải thoát riêng kiến của mình đó. Tội nghiệp mình là vậy. Cho nên vấn đề của Phật tử mà muốn tu á, thì các Phật tử phải hiểu được rằng cái level, vị trí của mình và cái con đường tu của mình ở đâu. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mình muốn đi cái con đường được gọi là bước thứ hai gọi là giải thoát giác ngộ mà giống như Đức Phật á, là bye bye gia đình rồi một đi không trở lại để mà thành Phật ngồi dưới gốc cây. Nói được một câu thứ hai là gì? Ta ngồi dưới gốc cây này á, nếu mà không có thấy được đạo, thà thịt nát xương tan, ta không đứng dậy, thì cái đó mới là cái bước thứ hai để được gọi là chúng ta cắt đoạn tất cả các ái trừ sở hữu. Nếu lúc nào mà chúng ta thấy rằng chúng ta nói rằng tôi muốn được giải thoát giác ngộ bằng cách là cái bằng từ đây về sau bắt đầu tôi phát tâm là tôi sẽ không bao giờ bị phiền não giận hờn bởi những cái tốt hoặc xấu hay là những cái gì mà nó mang lại cho chính cá nhân rồi. Cũng như là nếu bây giờ mình phát một cái nguyện rằng từ khi tôi muốn phát tâm tu tôi làm sao mà tôi tới nơi nào khi tôi rời khỏi chỗ đó thì mang lại niềm vui và để cho những người đó mãi mãi nhớ về niềm vui này, tôi làm cho đó. Mình cứ phát một cái nguyện.
Tức là sự có mặt của mình và sự rời của mình đều mang lại nhiều cái niềm vui hạnh phúc của người ta. Mình phát nguyện như thế nào? Chỉ chọn một con đường thôi, gọi là Bồ Tát hạnh, tức là sống cho thiện người. Cho nên vì vậy mình đến chỗ nào mình thấy rằng mình đến mà không có làm ai mà cảm thấy khó chịu hết. Chứ không ai mà nghe là cái bọn họ đang vui vẻ thấy mình vui không? Tại sao vậy? Sợ mình quá mà. Sợ mình quá mà họ đang nói chuyện bình thường vậy tự nhiên thấy mình vui cái nín hết rồi. Tại sao? Cho nên vì vậy cũng đồng nghĩa là làm sao mà mình sự hiện diện của mình ấy, sự có mặt của mình là mang lại sự hạnh phúc, sự bao dung và sự tha thứ. Không phải một năm, 10 năm, 100 năm thì cái đó nó giống như là một lời hứa, một cái bảo đảm cho cái đời mà tu hành của mình nó sẽ qua cái hành trạng của mình, chứ không có phải là qua màu ảo hoặc qua cái sắc thái hay là nơi chốn. Cũng giống như là khi các Phật tử mà tu học các tự quy y, đâu phải là mình phải tìm Phật to chùa lớn hoặc này kia, có nhiều người là phải đợi lễ hội này kia. Vấn đề là cái tính tâm của mình có đủ thời gian chín mùi để mình trở thành một cái người con Phật hay không. Mà cái người con Phật là cái người phải gì, phải hy hiến, phải hy sinh. Nghĩa là cho nên nếu mà mình, tôi nói là nếu mà mình không có biết trân quý thời gian, không biết trân quý ngay con người của mình và không biết trân quý chính giá trị của mình thì bây giờ dù mình có tiền bao nhiêu nữa nó cũng, mình cũng không có thấy vui, tại vì mình không có trân quý, không trân quý được. Còn nếu mà mình biết trân quý được, tức là mình đến đâu rồi mình đi đâu, mình rời khỏi chỗ nào mà cũng làm hạnh phúc cho người khác và người khác cũng thấy rằng đó là sự hiện diện của mình làm cho người ta hạnh phúc, thì ngay lúc đó là mình trở thành một báo vật, mình trở thành một cái người gọi là giàu có tài sản, đem tới đâu là đều đem tới hạnh phúc cho người khác. Cái đó gọi là người giàu có. Cho nên thầy đọc câu chuyện mà về cái gọi là khế ước 20 năm đó, thì các vị có đọc rồi trên mạng internet đó, các vị gửi qua gửi lại nói là ở bên New York á, ở giờ cạnh dòng sông Hudson á, nó có một cái mộ của tổng thống đời thứ 18 nhờ mà ông kêu bằng Ulysses Grant gì đó, ông tổng thống đó, thì ở bên cạnh ổng á là nói rằng cách đây 200 mấy chục năm rồi, tức là 1797 gì đó, thì có một gia đình họ sở hữu miếng đất đó, rồi có một đứa con trai nó có 5 tuổi, nó té nó chết, họ thương tiếc lắm, nhưng mà rồi họ quý con làm cho nên họ cứ chôn nó, rồi thời gian họ làm ăn nó không có được khấm khá, nên cuối cùng họ phải bán miếng đất đi. Nhưng mà họ bán miếng đất nhưng mà họ yêu cầu trong miếng đất người chủ mới mua đó là phải để lại cho họ cái mộ đó, họ phải ghi trong đó là cái mộ đó không có được dời, không được thay đổi. Thì cái người chủ đó họ ghi vô trong đó là cái miếng đất này là sẽ không có thay đổi của cái mộ của thằng bé này để đâu. Vậy mà cái người ta đổi nhiều chủ cho đến 100 năm sau, tức là từ năm 1797 tới năm 1897 là người ta quyết định chọn cái chỗ đó là cái chỗ làm xây một cái công viên và xây cái lăng mộ cho cái vị vua đời thứ lần thứ 18 của Mỹ đó, tức là ông Grant đó. Vậy mà người ta làm cái lăng mộ rất là lớn, công viên rất lớn, nhưng mà ta vẫn chừa lại cái miếng đất, vẫn chừa cái miếng đất nhỏ xíu để cái mộ của đứa bé có 5 tuổi thôi, tại vì trong khế ước đã ghi như vậy rồi, trong giấy tờ đã ghi như vậy rồi. Họ nói cho tới năm 1997, tức là gần đây mình, tức là 100 năm nữa, từ 797 mà tới 1997, tức là 200 năm, người ta muốn nữa là sửa sang chỉnh trang lại cái khu vực đó để trở thành một giống như là một cái công viên quốc gia, làm cho nó đẹp vậy. Nhưng mà cái ông thị trưởng thành phố của New York á, ổng cũng giống như làm một cái thơ, cũng như làm một cái câu chuyện về cái chuyện con nhỏ này, và ổng quyết định là để cái mộ nó nguyên, không có thay đổi. Tức là kể cả một cái chính phủ hay kể cả một cái người ta có quyền lực, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái tâm niệm, cái chữ tính và những cái mình gọi là cái phần chân thật, chỉ là cái sự chân thật. Mặc dù nó là cái mộ của một đứa nhỏ, mặc dù nó trải qua 25 năm, ai thay đổi cũng được, nhưng mà khi người ta đã để xuống một cái lời hứa hay để xuống một cái câu viết trên một tờ giấy thôi,
là người ta đã suy nghĩ như vậy. Thì thật ra đối với Phật giáo là nếu một cái người nào có một cái tính tâm, có một cái tuệ giác đủ cái sức mạnh như vậy mà sử dụng con đường tu hành của mình, thì người đó mới có cơ may đi bước thứ hai, tức là được giải thoát. Tức là bây giờ mình quyết định từ bỏ con đường này một lần, từ bỏ không trở lại, mà cái sức mạnh của cái niềm tin, sức mạnh của cái quyết định của mình giống như một cái khế ước mình viết ra rồi đó, thì không phải một năm mà 100 năm mình cũng không có thay đổi. Thì cái sức mạnh của tuệ giác, sức mạnh của quyết định, sức mạnh của niềm tin đó sẽ là cái động lực đưa mình đến chỗ con đường giải thoát. Nếu mà Đức Phật nói rằng mình dồn tất cả những cái sự chấp thủ, sức mạnh của sự chấp thủ, sức mạnh của kiến chấp, sức mạnh của sự tham ái, sức mạnh của cái tất cả những cái ham muốn trong đời của mình, mà mình đó là dồn nó lại để nó là đổi nó trở thành con đường tu hành giải thoát, thì chỉ trong một tích tắc mình có khả năng trở thành A La Hán, có khả năng trở thành Phật. Nhưng mà khi hỏi vậy, hỏi mình có đổ không, ngu gì đổ, không đâu ai đổ đâu, không ai đổ. Cũng giống như vậy đó, tức là bây giờ đó là nói là bỏ hết thì nó có ai đâu chịu bỏ, cho nên không có ai chịu bỏ. Thì đó là cái tâm niệm của chúng ta. Thì trong kinh này chúng ta cũng kết luận là như vậy, tức là kết luận cái phần mà cái phần vì mình thí dụ giờ hôm nay họ nói mình có những câu nói rằng là mình có những thứ mình không có thể lợi dụng, đó là sự thiện lương. Có một thứ mình không thể gian dối, đó là tình cảm. Có một thứ mình không thể lừa gạt, đó là chính là sự chân thành. Thì cái mà mình gọi là mình vẫn tự lừa gạt chính mình, tức là nói thì mình vẫn muốn giải thoát, nói thì mình vẫn muốn tu, nhưng mà mình không làm được. Cho nên thầy mới nói rằng đó là thầy khen đó là nhà văn Vĩnh Hảo làm vậy. Khi mà ông nói rằng đó là thiền môn là niết bàn, rung động bốn âm ngàn, thôi thì tha nhé để tu đàng hoàng. Ông vừa nói vậy xong là ông đàng hoàng. Ít ra thì mình cũng phải chân thành được một chút nào đó thì mình mới thấy được cái vị trí, nghĩa là mình muốn từ bỏ thì mình phải có một cái nỗ lực ghê gớm lắm, còn không là cái bằng mình sẽ bị lừa dối. Sau này rồi chúng ta có thêm một cái nữa, tức là mình luôn luôn lấy những sự, nghĩa là những sự tốt đẹp để che đậy một cái sự lừa dối của mình. Do vậy mà càng ngày chúng ta càng cứ chạy ở bên bờ này chụp bên bờ kia mà chúng ta không đến con đường của sự giải thoát. Thì xin nói như vậy để các vị thấy rằng chúng ta kết thúc cái phần hiền trí là vậy. Sự hiền trí tức là muốn nói lên là những gì của những bậc hiền trí nó khác với người phàm phu chúng ta, chỉ có chỗ đó thôi, có một chỗ sự nên là tin chắc, có một sự chân thành và có một sự quyết định để từ bỏ và không từ bỏ. Mà mình á thì không từ bỏ, mình nhất định chết cũng không từ bỏ, cho nên vì vậy mình vẫn là phàm phu, chỉ vậy thôi, chỉ có sự khác biệt thôi. Rồi vậy hôm nào chúng ta mới được trở thành người hiền trí, hãy từ bỏ, hãy buông xả, thì ngay bây giờ này và ở đây mọi người đều trở thành hiền trí. Giờ các vị chọn cái nào, ngu gì còn, ngu gì bỏ không? Đâu có gì bỏ, làm sao bỏ được? Đây là gì? Đây là nhà của tôi, đây là sở hữu của tôi, đây là nhà băng của tôi, đây là vợ tôi, đây là cha tôi, đây là con của tôi, đây là tài sản của tôi, cái là danh dự của tôi, đây là bằng cấp của tôi, đây là sự nghiệp của tôi. Ngu gì bỏ? Người ta đã học từ nhỏ tới lớn mới được chuyện này đây, và phải khổ công là chảy máu mắt mới được chuyện này đây, vượt biên qua đây để được chuyện này đây, bây giờ kêu bỏ cái gì? Phi lý quá. Nhưng mà đạo Phật không phải phi lý vậy. Đạo Phật chỉ muốn nói chúng ta biết rằng là chính cái sự dướng mắc nhiều nào làm chúng ta nặng nề khổ hơn thôi. Hãy nhẹ nhàng, hãy nhìn một cách thông thả hơn, hãy thay đổi thì chúng ta sẽ tạo được cái sự bao dung. Và có sự bao dung ấy, thì cho dù chúng ta vẫn còn đó, nhưng mà cái sự khổ đau chúng ta không có nhiều hơn. Cảm ơn.
nói vậy cho nên thầy nói là các vị đừng có bỏ, nói nhiều người nói như vậy thì bỏ chùa đi, bỏ chùa ha, bỏ chùa thì nó cũng còn đó thì hấp dẫn. Đều chọn thành Phật đạo.